Không quá. Ok, và xin chào tất cả các bạn. Mình là Bác Sơn Huy. Mình rất vui được gặp lại các bạn trong năm nay. Năm ngoái mới gặp nhau rồi, mà năm nay mọi người gặp lại một lần nữa. Và rất vui được thấy các bạn đang ngủ đây. Hơi tối, mình thấy các bạn rất đang ngủ.